Liên quan đến việc nữ cán bộ công an quận Đống Đa, Hà Nội có hành vi xúc phạm nhân viên hàng không gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất, sáng ngày 24 tháng 8, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với bà Lê Thị Hiền. Theo quyết định của Cục Hàng không Việt Nam, bà Lê Thị Hiền sẽ bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 năm 2020 và phải chịu sự kiểm soát trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo, từ ngày 27 tháng 8 năm 2020 đến ngày 26 tháng 8 năm 2021. Bà Lê Thị Hiền bị cấm bay do có hành vi vi phạm kỷ luật, trật tự, gây rối tại cảng hàng không, sân bay như to tiếng, không hợp tác, có lời lẽ thô tục, xúc phạm, bản sát, dùng tay nắm tóc, dùng chân đạp vào người nhân viên an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ. Theo quyết định này, các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển bà Lê Thị Hiền theo thời gian nêu trên. Đồng thời, yêu cầu Tổng công ty Hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay kiểm tra đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về thân nhân của hành khách sử dụng tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời bà Lê Thị Hiền và kiểm tra trực quan bắt buộc theo thời hạn nêu trên. Trong một diễn biến khác, khi đoạn clip bà Hiền được phát tán, có nguồn tin cho rằng người phụ nữ này đã gọi điện đe dọa, rồi sau đó xin lỗi chủ nhân của trang Facebook DTT, người đăng tải đoạn clip, để người này gỡ clip xuống. Tuy nhiên, bà Hiền đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn những thông tin này. Sau vụ việc này, điều chúng ta cần quan tâm không còn chỉ là việc bà Hiền sẽ bị xử lý ra sao, mức phạt đó đã thật nghiêm khắc và mang tính răn đe hay chưa, mà trên hết, mỗi chúng ta cần lưu tâm tới 3 vấn đề, đó là việc chấp hành quy định, văn hóa ứng xử nơi công cộng và tôn trọng người khác. Câu chuyện này không chỉ dành cho nữ hành khách kia mà còn là một bài học để mọi người suy ngẫm và thay đổi cách sống, cách ứng xử của chính bản thân mình.